Mọi xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà sân cổng riêng diện tích 90 m² siêu rộng trên sổ. Với hai căn nhà này thì hai cuốn sổ đỏ khác nhau. Theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Nhà xây mới hoàn toàn, đường ngõ thực tế ở trước nhà thì khoảng tầm 3 m. Tuy nhiên, căn nhà này thì chỉ ô tô nhỏ VF3 hoặc là Wuling hoặc là Su Góc có thể vào được. Còn những xe khác thì cách với lại căn nhà này 50 m thôi. Thưa quý vị, hướng nhà là hướng đông, hai căn vừa mới hoàn thiện xong hết sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và căn nhà này thì gần với gì ạ? Gần Đại học Phenica, gần khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với địa phận Đông La, Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà 90 m này, xem thiết kế ra sao. Đây là sân cổng riêng của ngôi nhà. Wow, đây mọi người ạ. Và mời quý vị theo chân em vào khám phá. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1, phần sân riêng, có khu vực để rửa xe riêng ở đây. Đấy, có vòi nước để ngoài rửa xe. Sân siêu rộng mọi người ạ. Đây. Đó, sân 40 m, nhà 50 m quý vị nhá. Đây mọi người nhìn sân có thích không? Siêu rộng, siêu thoáng, hướng nhà là hướng đông, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, thì tuy nhiên cái ngõ này thì nó không phải là ngõ thông. Và ở đây thì chỉ có hai căn thôi. Hai căn vừa mới hoàn thiện xong thì là Ngọc Ánh sẽ quay và review luôn cho quý vị. Ngoài phần cổng riêng có cửa riêng thì ở phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một lớp cửa nhôm sinh pha 5 năm. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế cho quý vị toàn bộ là ốp gạch. Đó, rồi là sân lát rất là đẹp. Một, hai căn. Và hiện tại thì trong video này Ngọc Ánh quay là còn cả hai căn quý vị nhé. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với công năng sử dụng, tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một sân sau. Đây, hiện tại Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ xong hết. Căn nhà này siêu thoáng, siêu rộng. Quý vị nào mà đang tìm nhà sân cổng riêng mà 90-100 m thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Bước vào trong không gian nhà rất là thoáng, rất là mát. Nhà thì lại xây mới hoàn toàn, hiện đại. Toàn bộ khu vực phòng khách được chủ nhà ốp gỗ PVC. Đó, tấm nhựa nano đấy mọi người. Độ bền 10-15 năm. Và với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền là màu trắng. Đã xong hết rồi. Mời mọi người theo em vào không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà cũng thiết kế đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Về phần tủ bếp, tủ bếp thì thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ hết cả chậu rửa, vòi rửa đấy, giá bát, điện nước lắp đặt hết riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước mọi người đấy. Với cái căn nhà diện tích rộng này, sân trước này, lại còn cả sân sau đây. Đây chính là phần sân sau, phòng vệ sinh sử dụng. Nói chung căn nhà này thiết kế rất là hợp lý. Đây là phần tầng 1 tiếp theo. Phòng vệ sinh sử dụng ở đây. Đầy đủ về bồn cầu, lavabo. Ở chỗ này thì quý vị có thể chế biến đồ tươi sống hoặc là phơi phóng. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình nhé. Còn chủ nhà thì thiết kế với thiết kế chung. Và mỗi người có một cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Thì mọi người về mọi người sẽ tự thiết kế riêng theo ý mình. Còn đây là phần hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị. Toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Với cái phần ở cầu thang này mọi người ạ, nếu như sau này về mà mọi người lắp thêm một chiếc tủ ở đây để đồ rất là hợp lý. Máy bơm nước lên trên ngôi nhà, tổng cho 3 tầng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính ở đây của quý vị là một vách CNC. Đó. Như vậy ngoài review cụ thể đường này, hướng này, vị trí này, giá bán thì em để ở dưới phần bình luận cho quý vị, dưới phần miêu tả để quý vị có thể xem nhé. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần đằng sau của ngôi nhà. Cửa sổ thông thoáng, lấy ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các phòng đều thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó.
Và mời quý vị theo em ra phần phòng ngủ bên ngoài. Phòng ngủ bên ngoài của ngôi nhà thì có cả ban công mở để lấy thoáng cũng như ánh sáng vào trong không gian phòng. Nào. Ban công mở siêu thoáng. Và nhìn từ phần tầng 2 xuống dưới sân mọi người đấy. Siêu rộng. Cửa sổ này, ngoài cửa chính còn cửa sổ này. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhôm sinh pha mọi người nhé. Và phần phòng vệ sinh sử dụng ở giữa cho hai phòng ngủ đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng. Bồn cầu, hệ thống sen kê tắm, gạch ốp lên trên tới gần trần rất là sạch sẽ, lavabo, hồ sơ điện nước lắp đặt xong hết. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với khu đô thị Đông Nghĩa khoảng tầm 4 km và cách với đại đại học Phenica khoảng tầm 5 km. Đi lại giao thông thuận tiện. Tính từ vị trí này thì cũng cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 5 đến 6 km thôi mọi người ạ. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như nào ạ? Tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ này, một phòng vệ sinh này, một phòng thờ này, một sân phơi. Đây. Một phòng ngủ. Tầng 3. Như vậy là trên cái tầng 3 là có 3 phòng ngủ. Đấy, công năng sử dụng hài hòa hợp lý, một phòng vệ sinh. Đây. Sử dụng ở phần tầng 3, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mỗi một tầng một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Và ở đây thì thiết kế sân phơi còn lại. Một phòng thờ mọi người ạ, có cửa sổ thông thoáng. Đây là phần sân phơi. Mỗi một căn nhà có một cái thiết kế mẫu nhà khác nhau. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.